Những ngày cận kề Tết Nguyên đán 2024, đường phố và con ngõ trong các thành phố và làng quê trên khắp Việt Nam đã bắt đầu rộn ràng với sắc hoa đua nhau khoe sắc. Đây là thời điểm mà hoa tươi trở thành một phần không thể thiếu của mọi gia đình và không gian công cộng. Nhưng đằng sau vẻ rạng ngời của những bó hoa tươi đẹp là những câu chuyện đầy xúc động về nỗi lòng của những người tiểu thương, những người đã hy sinh và làm việc cật lực để mang đến vẻ đẹp của hoa cho người dân trong dịp Tết. Với tình hình kinh tế suy thoái và thời tiết biến đổi nhiều như hiện nay, các tiểu thương đã gặp nhiều khó khăn để giữ được hoa và bán hoa. Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Những ngày này, làng mai vàng Phước Định ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, một trong những làng mai lớn nhất tại miền Tây, đang vào vụ Tết. Bà con nông dân rộn ràng chăm chút cho từng gốc mai để đáp ứng thị trường Tết Nguyên đán năm nay. Thời gian từ tháng 10 âm lịch đến nay, nhiều thương lái từ khắp các tỉnh thành đã tìm đến làng mai vàng để khảo sát thị trường và đặt mua mai Tết. Tuy nhiên, do lo ngại sức mua giảm, giá mai năm nay cũng giảm hơn năm ngoái. Ông Lê Văn Tý, Giám đốc Hợp tác xã Mai Vàng Phước Định, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, năm nay giá mai ở đây giảm khoảng 10%, không dám bán cao vì bán cao sợ ế, kinh tế khó khăn mà. Làng mai Phước Định có hơn 250 hộ trồng mai vàng với hàng chục ngàn gốc lớn nhỏ, trong đó có khoảng 3.600 gốc được chăm sóc, chỉnh sửa, tạo dáng khá công phu để phục vụ Tết năm nay. Con số này giảm 10% so với năm trước. Giá bán cũng dao động từ vài trăm nghìn đến 300 hoặc 400 triệu đồng một cây, tùy theo tuổi cây, kiểu dáng, thế uốn. Cá biệt có những gốc mai có giá hơn 1 tỷ đồng. Những ngày này, đi qua tuyến đường tránh quốc lộ 1A thuộc địa phận thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, đã thấy không khí Tết ngập tràn bởi sắc vàng của những bông hoa mai. Tuy nhiên, không khí mua bán lại rất ảm đạm. Hơn 1.000 chậu mai được ông Hưng đem từ vườn lên gần quốc lộ từ mùng 8 tháng Chạp đến nay mà vẫn chưa bán được chậu nào. Hơn chục năm trồng mai, nhưng chưa khi nào ông Hưng lại lo lắng cho thị trường dịp Tết năm nay. Nếu như thời điểm này mọi năm, thương lái đã đến đặt cọc, người dân địa phương cũng đến xem chọn hoa. Còn năm nay, hơn 1.000 chậu mai từ 4 đến 5 tuổi được ông Hưng chăm sóc cẩn thận vẫn chưa biết có bán được hay không. Năm ngoái, cỡ giờ đây ngoài Bắc họ vô ở lại mua, đặt cọc này kia tới ngày họ chở. Năm nay không thấy ai vô hết. Nếu 1.000 cây mai không bán được thì lỗ 100 triệu. Mà nhà vườn bán cho được số nhiều mới có tiền đầu tư lại cả năm sau. Ông Trần Quyết Hương chia sẻ. Theo các nhà vườn trồng mai ở thị xã An Nhơn, nếu như thời điểm này năm ngoái các thương lái phía Bắc đã đến mua mai tấp nập, thì năm nay rất ít vì thời điểm này thời tiết miền Bắc khá lạnh, các búp mai còn nhỏ không thể bung nở kịp nên thương lái không chọn mua. Ông Nguyễn Đình Thi tại xã Nhơn An, thị xã Nhơn An, tỉnh Bình Định cho rằng kinh tế khó khăn, người chơi giảm hơn, bán được như mọi năm thì giải quyết được cây mai để tiếp sau họ mới làm tiếp để ổn định được làng mai. Ông Trần Hữu Chiến, thương lái từ Nam Định cho biết giá cả năm nay thấp hơn mọi năm, lượng tiêu thụ của dân ít nên khó bán. Năm ngoái mua tầm khoảng 1.500 cây, năm nay chỉ còn khoảng dưới 1.000, không dám lấy về nhiều vì bên ngoài dân năm nay kinh tế cũng không như mọi năm. Giá năm nay so với năm ngoái, một cây giảm khoảng một vài trăm nghìn. Vất vả chăm sóc mai suốt một năm, cuối năm là thời điểm các nhà vườn trồng mai mong thu lại thành quả để có một cái Tết đủ đầy. Thế nhưng, nếu mai không bán được, chủ vườn không những bị thua lỗ hàng trăm triệu đồng mà còn tốn thêm chừng ấy chi phí để chăm sóc lại số mai này. Ghi nhận thị trường phục vụ nhu cầu trang trí Tết tại các điểm bán chợ Hoa Hồ Thị Kỷ, quận 10, chợ Hoa Đầm Sen, quận 11, bên cạnh các sạp bán hoa tươi, một số sạp nổi bật với sắc đỏ, vàng, xanh của cây lúa, cây đào, lựu, mai giả được trang trí sẵn. Tại chợ Hồ Thị Kỷ, cây lúa giả 80.000 đồng trên 500 gram, đào nhuộm các màu chiều cao 1 mét giá 35.000 đồng một bó 10 cây, chiều cao 1,2 mét giá 40.000 đồng một bó 20 cây, lựu giả 60.000 đến 70.000 đồng một cây 7 trái. Số người bán tại chợ Đầm Sen cho biết hiện tại thị trường bán chậm, hy vọng Tết người dân sẽ mua sắm đông hơn. Ông Lý Quý Phú, trưởng ban quản lý chợ Đầm Sen cho biết để phục vụ Tết một số loại hoa nhập từ Trung Quốc, Hà Nội như đào, lúa về chợ khoảng một tháng nay nhưng một số tiểu thương chưa bày bán nhiều, hiện hàng còn đang trong kho. Mọi năm mùng 8 tháng Chạp các tiểu thương đã bán hoa Tết nhiều nhưng năm nay địa phương quy định qua 15 tháng Chạp mới được bày bán ở khu vực vỉa hè trường Lê Quý Đôn thuộc chợ. Trong khi đó, từ ngày 25-26 tháng Chạp, hoa Đà Lạt chính thức nhập chợ bán Tết. Nếu từ sau 15 tháng Chạp, các loại hoa đào, lúa, Trung Quốc mới được bày bán thì trong vòng 10 ngày sẽ khó tiêu thụ hết. Vì vậy, Ban Quản lý chợ đang chuẩn bị kiến nghị Ủy ban Nhân dân quận 11 cho phép ngày 12 tháng Chạp, các tiểu thương được mang hoa ra sớm để đẩy nhanh hàng đi các tỉnh. Ông Quý nói.
Thông tin thành phố Hồ Chí Minh sẽ mua hoa ế hỗ trợ tiểu thương buôn bán tại khu vực Bến Bình Đông, quận 8 để làm lễ hội hoa đã phần nào giúp tiểu thương đỡ lo lắng về tình trạng ế hàng, hạn chế cảnh đập bỏ hoa thời khắc giao thừa, bước sang năm mới. Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và quận 8 sẽ thí điểm mua hoa Tết bán không hết của tiểu thương tại Bến Bình Đông để tránh cảnh đập hoa và chia sẻ khó khăn với người bán. Thông tin được ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh nói tại buổi họp báo kinh tế xã hội chiều 28 tháng 12 năm 2023. Hoa được thu mua sẽ dùng trang trí đường hoa xuân nghĩa tình ở Bến Bình Đông, kinh phí từ nguồn xã hội hóa. Theo ông Hòa, hiện Sở Du lịch và địa phương vận động kinh phí, dự kiến vào ngày 30 tháng Chạp, Ủy ban Nhân dân quận 8 và Mặt trận Tổ quốc quận làm việc với các chủ ghe đưa hoa lên bán dịp Tết để thống nhất số lượng, giá cả. Việc mua hoa sẽ được trải đều cho tất cả các chủ ghe có mặt vào ngày tất niên, ông Hòa nói. Theo lãnh đạo Sở Du lịch, việc này giúp chia sẻ một phần khó khăn với các tiểu thương và hạn chế cảnh đập bỏ hoa ế, gây phản cảm. Nếu cách làm này hiệu quả, từ năm sau Sở sẽ mở rộng ra các quận, huyện khác. Chợ hoa Tết trên Bến Bình Đông, họp ven kênh Tàu Hủ, Bến Nghé, quận 8. Đa số ghe thuyền ở đây đều đến từ các tỉnh miền Tây như Bến Tre, Đồng Tháp. Các mặt hàng chủ yếu là hoa, cây kiểng dùng để trang trí trong Tết. Ngoài khu vực Bến Bình Đông, dịp gần Tết ở thành phố Hồ Chí Minh còn tổ chức nhiều chợ hoa. Vào trưa 30 tháng Chạp, các chợ thường diễn ra tình cảnh hoa bán không hết, tiểu thương đập bỏ hoa, cho xe rác dọn do không muốn bị ép giá, bán rẻ. Mua hoa Tết ế là cách chia sẻ rủi ro nhân văn với người bán, tuy nhiên có phù hợp với kinh tế thị trường. Mô hình này có thể nhân rộng toàn thành phố. Thành phố có rất nhiều khu công viên hoang tàn, sơ xác, thiếu cây cối, hoa cỏ. Nếu phải mua đầu tư mới thì chi phí cao, mua hoa ế sẽ có lợi cho tiểu thương và cả thành phố, vừa tiết kiệm vừa có tính nhân văn. Một độc giả bình luận, việc các thuyền bán hoa tại Bến Bình Đông cũng là một điểm đẹp đặc trưng của khu vực, giúp cảnh quan không khí Tết rộn ràng, cũng là một điểm đến tham quan của người dân, khách du lịch trong dịp Tết, nên duy trì ổn định việc bán hoa Tết tại đây là cần thiết. Nhưng thiết nghĩ thay vì tổ chức giải cứu hoa ế, tại sao Sở không kết hợp với các sở chức năng chủ động quản lý, thương thảo với các thương lái hoa tại Bến Bình Đông về mức giá bán ra hợp lý hoặc trích từ kinh phí phát triển du lịch trợ giá một phần cho thương lái, nông dân để có thể bán một mức giá hợp lý nhất. Một nơi bán hàng đẹp, giá hợp lý thì vài năm sẽ tạo được thương hiệu tốt, người dân sẽ tin tưởng khi đến đây mua hoa. Mua hoa ế vào ngày 30 Tết để chia sẻ khó khăn với người bán là dụng ý tốt đẹp của nhà chức trách. Tuy nhiên, một số độc giả vẫn băn khoăn. Độc giả có nickname Sông Đông êm đềm nói, dưới góc độ kinh doanh, thật sự tôi không hiểu tại sao phải làm thế. Vì kinh doanh hoa Tết, nguyên lý cũng giống hệt như kinh doanh tôm, cá ở chợ. Đầu chợ người ta bán giá rất cao, bù lại người mua được chọn những con to nhất, ngon nhất. Giữa buổi chợ thì giá vừa phải, cuối chợ thì giá lỗ so với giá nhập, thậm chí gần như cho không biếu không. Tuy nhiên, cả người bán lẫn người mua đều thấy vui vẻ, không ai thấy bị chèn ép hay gì gì cả. Đơn giản người ta hiểu nguyên tắc tiền nào của ấy. Và chẳng may có buổi chợ nào ế quá, thua lỗ, họ cũng vẫn chấp nhận vì đó là rủi ro trong kinh doanh, là điều tất yếu. Trong bối cảnh kinh tế đầy biến đổi và thời tiết liên tục thay đổi như hiện nay, nỗi lo sợ và áp lực đè nặng lên đôi vai của những tiểu thương bán hoa Tết. Đằng sau mỗi bông hoa là một câu chuyện và nỗi lòng của một người tiểu thương. Vì vậy, hãy ủng hộ họ và trân trọng những bó hoa tươi đẹp mà họ đã tạo ra. Với chính sách mới của thành phố Hồ Chí Minh, hy vọng rằng những địa phương khác cũng có kế hoạch giúp những tiểu thương bán hoa có một cái Tết ấm no hơn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.